Hello, lại là em Ken đây. Chào mừng chị bạn quay trở lại với kênh YouTube của Ken Audio, chuyên về các cái bộ micro hát thu âm livestream nè, bàn mixer ha, rồi micro không dây karaoke gia đình. Đó, loa Bluetooth, loa kéo xách tai, âm lên phụ kiện âm thanh điện tử có đầy đủ anh chị bạn. Đó, nếu mà mình chưa có đăng ký kênh á, mình hãy nhớ bấm đăng ký kênh nha. Bật chuông thông báo nữa để nhận thông báo mỗi khi mà bên em ra những cái sản phẩm hot chất lượng. Đó thì một lần nữa cảm ơn chị bạn thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng và ủng hộ bên Ken Audio của em. Đó, quay lại video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cũng như là hát test chất âm cho anh chị các bạn một cái em sao cạc có thể nói là dùng để mà mình hát thu âm livestream đó, mà dành cho những anh chị nào mà mình thích cái sự tiện lợi nhỏ gọn nhưng mà nó vẫn đáp ứng đầy đủ tất cả những cái chức năng để cho mình hỗ trợ thu âm hoặc là livestream trên các cái nền tảng ứng dụng như Bigo chẳng hạn, hoặc là TikTok và Facebook ha, nhất là những cái mà bạn mà làm idol Bigo á thì mình phải vừa hát và vừa giao lưu, tức là nói chuyện hai chiều trên cái nền tảng Bigo đó được, thì cái bộ sao cạc K900 này nó có thể đáp ứng được điều đó cho những anh chị các bạn nào mà mình mới chơi, và đặc biệt là cái cả một bộ đầy đủ một cái tầm tiền nó rất là gọi là rất là dễ tiếp cận cho anh chị nằm mình vừa mới tập chơi ha. Nó là tầm một bộ đầy đủ nó có thể đâu đó dao động dưới 1 triệu, dưới 1 triệu anh chị bạn. Đó thì so với chức năng như vậy thì rất ok, sạc tích pin, lấy nhạc Bluetooth, có hiệu ứng khán giả cười nói vỗ tay, giả giọng từ phụ nữ, đàn ông, em bé, người già, nó rất là nhiều luôn. Thì sau đây á thì em sẽ có test thử, thì cái bộ này em sẽ kết hợp với một em mic E21, thì em mic này khá là chất, nên là nếu mà anh chị bạn muốn kết hợp với em mic E21 này thì cái tầm tiền nó sẽ đâu đó là trên 1 triệu ha. Còn nếu như mà mình muốn cái dòng mic nó đơn giản nhất, cái thế hệ đầu á, đó là kết hợp với mic BM900 á, thì cái đó là đâu đó sẽ dưới 1 triệu cho anh chị bạn ha. Thì cái bộ đó thì cái mic đó thì gọi là hát cũng ok rồi đó, so với tầm tiền nếu mình mới tập chơi thì mình tàu những bộ đó là cũng gọi là ok ha. Còn mình muốn tốt hơn thì mình sẽ tàu như E21 đây, em có nói đây đó, mic này thì khá là hút luôn, rồi em sẽ đưa gần lại cho anh chị bạn mình xem cái mẫu mic E21 này ha. Đó thì cái mic E21 này cái thiết kế nó nhìn khá là bắt mắt và khá là đẹp đó. Thì phía sau em cũng sẽ những video sau em sẽ có test trên mic AT100 luôn, thì cái tên mic đó thì nó đã gọi là đi 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 vào cái tiềm thức quá là quen thuộc với mọi người rồi, thì em sẽ cũng sẽ có test với AT100 cho anh chị nào mình muốn lái với mic AT100 ha. Đó thì mic AT100 một bộ như thế thì nó sẽ giá cao hơn nha anh chị bạn. Rồi ok chưa? Đây bây giờ em sẽ bấm thử một vài cái hiệu ứng, ví dụ đó, đó là vài cái hiệu ứng anh chị bạn, khá là vui nhộn ha. Cái này coi đó, và cái này coi đó đó, đây là hiệu ứng khán giả cổ vũ ha. Rồi ok vậy đi, rồi bây giờ em sẽ hát test thử nha. À, trước khi vào vào cái nội dung chính thì em sẽ nói sơ lại cái chính sách đặt hàng cũng như là giao hàng để anh chị các bạn nào mà mình lần đầu tiên vừa mới biết đến. Còn nếu mà anh chị nào mà mình đã theo dõi kênh em lâu rồi, đã xem những cái video clip trước thì đã biết rồi, hoặc là đã mua rồi thì cũng không còn quá xa lạ với chính sách này. Nhưng mà hàng ngày, mỗi ngày cái kênh của em nay cũng đã mười mấy ngàn lượt đăng ký rồi, thì mỗi ngày có rất là nhiều những cái lượt xem mới, những cái người xem mới, thì họ thì để cho có thể nắm được cái chính sách thì em sẽ phải vẫn phải lặp lại ha. Anh chị nào nghe rồi thì có thể bỏ qua, còn nếu chưa nghe thì mình hãy nghe để mà mình có thể nắm bắt được và mình thống nhất được cái chính sách ngay từ đầu với nhau ha. Thì chính sách giao hàng bên em đối với những sản phẩm dưới 2 triệu, em sẽ hỗ trợ anh chị bạn mình được nhận hàng rồi mới thanh toán, không cần phải cọc cũng như không cần phải chuyển khoản trước ha. Đó, còn đối với những sản phẩm từ 2 triệu trở lên, anh chị các bạn mình vui lòng cọc trước giúp em thì bên em mới lên đơn giao được ha. Đó là chính sách đặt hàng. Còn về chính sách giao hàng, anh chị bạn mua bên Ken Audio của em thì yên tâm là em sẽ test trước cho anh chị các bạn ok rồi bên em mới lên đơn giao. Đó, nếu trong quá trình em test á, nó có bị lỗi hay bị bất kỳ vấn đề gì là em đã sẽ đổi ngay từ đầu ngay cái khúc mà ở cửa hàng của em luôn cho anh chị bạn. Đó, còn khi giao đến thì hỗ trợ anh chị bạn mình được xem hàng không thử hàng. Đó, em xin nhắc lại là khi giao đến hỗ trợ xem hàng không thử hàng, và khi xem hàng anh chị các bạn vui lòng ngồi ngay tại chỗ shipper mở ra xem giúp em, không mang vào nhà cũng như là không mang cục hàng vào những nơi khuất tầm mắt, để tránh trường hợp em đã gặp một số khách hàng đã cháo sản phẩm ha anh chị bạn. Và nếu kỹ hơn thì mình nên có một video
Đó thì nếu mà để mà kỹ hơn thì anh chị các bạn mình nên có một cái video mở hàng, video quay lại khi mà mình khui cục hàng ra, để có vấn đề gì anh chị bạn cứ gửi video đó qua cho em, ví dụ như là giao giao thiếu hoặc là giao không đúng, nhưng mà những trường hợp đó thì rất là ít khi xảy ra, nhưng mà nếu kỹ thì mình có một video quay lại quá trình mở cục hàng ra giúp em. Rồi ok, đó là chính sách đặt hàng và giao hàng bên Canario. Đó mình dễ làm việc và thống nhất với nhau ngay từ đầu anh chị bạn. Rồi ok, bây giờ em sẽ vào hát test thử để anh chị bạn mình cảm nhận ha. Đó thì cái bộ như này em sẽ cài K900, anh chị bạn thấy em cầm ở đây thì nó vừa vặn như là một cái chiếc điện thoại vậy anh chị bạn. Nó mỏng ha, nó mỏng và nó nhỏ gọn trong lòng bàn tay như thế này, vừa vặn như một cái chiếc điện thoại iPhone vậy đó. Đó thì mình có thể bỏ túi. Đó, mình mang đi bất kỳ đâu, ví dụ mình đi du du lịch hay mình thích đi đâu đó mà mình vẫn muốn lên phát livestream, vẫn muốn lên quay một cái bài hát thu âm nào đó. Đó thì mình có thể sử dụng những bộ này thì rất là tiện gọn ha. Hoặc là ở cái phòng của mình, cái không gian nó nhỏ và mình muốn một cái bộ nó vừa vặn nhỏ gọn để mà phục vụ cái nhu cầu livestream hoặc là thu âm của mình, thì đây cũng là một cái sự lựa chọn rất là thích hợp cho anh chị các bạn ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào hát test. Xuân đã đến bên em, giáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em vui xuân. Mang hạnh phúc cho đời, gió xuân tuyệt vời. Mang say đắm cho người, xin người hãy cùng em vui xuân. Còn nhớ phút giây gặp gỡ. Mùa xuân muôn hoa sắc hồng, chiều xuân gió xuân nồng cháy. Người cho môi em ngỡ ngàng, người đến cho tình em chợt mơ. Muôn hoa thuận thứ, màn hạnh phúc tuyệt vời. Nhớ nghe em yêu, màn say đắm cho đời. Ôi từng nụ hôn yêu thương. Xuân đã đến bên em, giáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em vui xuân. Mang hạnh phúc cho đời, gió xuân tuyệt vời. Mang say đắm cho người, xin người hãy cùng em vui xuân. Còn nhớ phút giây gặp gỡ. Mùa xuân muôn hoa sắc hồng, chiều xuân gió xuân nồng cháy. Người cho môi em ngỡ ngàng, người đến cho tình em chợt mơ. Muôn hoa thuần thứ, màn hạnh phúc tuyệt vời. Nhớ nghe em yêu, màn say đắm cho đời. Ôi từng nụ hôn yêu thương. Màn hạnh phúc tuyệt vời, nhớ nghe em yêu, màn say đắm cho đời. Ôi từng nụ hôn yêu thương. Ok ok anh chị bạn, vừa rồi là em đã test thử cũng như là đã có báo giá tham khảo sơ qua cho anh chị bạn. Nếu mà mình cảm thấy ưng bộ này và mình là một người mới tập chơi và yêu thích những cái sự nhỏ gọn tiện lợi nhưng mà có đầy đủ chức năng đó, thì trong tầm giá dưới phân khúc 1 triệu đó, thì anh chị các bạn có thể liên hệ với kênh audio của em hoặc là nhắn tin qua Zalo hoặc là gọi trực tiếp vào số điện thoại đó, thì bên em sẽ gửi cho anh chị các bạn một cái hình combo đầy đủ
Để mình dễ dàng chốt trên Zalo luôn đó ha. Và cứ cảm ơn chị bạn đã dành thời gian xem hết video clip này. Nếu mà cảm thấy thích thì hãy cho một like. Còn ai chưa bấm đăng ký kênh á, mình hãy nhớ bấm đăng ký kênh nha chị bạn. Bấm một cái chuông nữa để nhận thông báo mỗi khi mà em cập nhật những sản phẩm hot chất lượng trên thị trường. Và bây giờ xin cảm ơn chị bạn đã luôn quan tâm và ủng hộ bên kênh audio. Bây giờ xin chúc anh chị bạn thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau.